Rồi, xin chào tất cả anh em đến với channel Tân Top Xe Đồ Chơi RC nha. Thì trong video này Tân sẽ quay review cho anh em chiếc xe Hyundai 3 chân 1 cầu. Thì chiếc xe Hyundai này thì mình cũng đã sử dụng qua nhưng mà nó còn rất là mới. Thì mình chuẩn bị quay review để ship cho một anh khách hàng. Chiếc xe này thì mình đang bán giá rất là rẻ, nên ra là khi mà mình quay review này để xem anh khách hàng anh xem được, nếu mà ok thì anh lấy. Rồi mình cho các bạn xem luôn, cái này là nói thật, việc thật, người thật. Rồi ok, rồi chào mừng các bạn đến với channel Tân Top Xe Đồ Chơi RC nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi để mình có thể là review nhiều dòng xe hơn. Rồi đầu tiên chiếc xe này, đây là chiếc xe Hyundai tự chế tỷ lệ 1:16 và nó bao gồm là phần bánh xe. Thì bánh xe của nó là đằng sau là 8 bánh, đằng trước 2 bánh là 10 bánh, kết hợp với bánh sơ cua nữa là 11 bánh. Mâm này là mâm bằng kim loại. Mâm này là bằng kim loại nha. Bánh cao su mềm. Và cái thùng của nó thì cũng mở được luôn, thùng này mở được luôn này, có bảng lề nữa anh em thấy không ạ? Đây bảng lề ở đây. Rồi cái này là cái bạc. Bạc ở trong thì có cái sọc caro giống như xe thiệt, đằng sau bựng cũng mở được luôn. Đó, thì cái chiếc xe này á là mình sẽ xài bằng cái tay khiển rất là xịn sò, tay khiển Fly Sky EF6. Đó, FSI 6, đây là tay xịn rất là thông dụng và giá của nó cũng gần 1 triệu cái tay khiển này các bạn ha. Đây là, chiếc xe này rất là xịn sò khi mà xài cái tay khiển này, rất là tuyệt vời. Rồi các bạn sẽ thấy này, khi mà mình điện mô lên nè, đó mình lái thì nó sẽ lái đây, cái này chạy tới chạy lui này, nhưng mà do là cái motor nó bị đứt dây rồi nên là nó không chạy được. Mình bề mình hàng cái motor vô là nó chạy được nè. Cái này là nó lái này, các bạn thấy không ạ? Đó, nó lái này. Đó, nó lái này rất là nhạy luôn. Rất là nhạy nha. Rồi ok, thì đây là cái thông gió của nó. Đây là cửa. Thì cửa của nó hơi bị trục trặc chút xíu, về mình có thể điều chỉnh lại cửa nha, mình dán lại chút xíu là được. Cái cửa nó dán lại chút xíu là được. Rồi. Ok, còn cái cục pin của nó thì ở trong này. Là mình sẽ thấy này, cục pin thì mình xài pin tùy ý thôi. Cái này về mua theo cục pin gắn vô, thì pin thì mình có một cục à. Đó, mình mua cục pin gắn vô nha, cục pin ở trên này. Đèn này của nó rất là đẹp. Đối với cái đèn này thì nó có xi nhan luôn, nếu như mình lái thì có xi nhan. Nó có xi nhan đây. Và mình có thể bật tắt được cái đèn của nó. Bật tắt cái đèn của nó các bạn. Cứ bật tắt. Bật tắt đèn. Nếu mà khi mà mình bật tắt đèn là bên đèn hông nó rất là đẹp nha. Mở đèn hông của nó rất là đẹp. Đây mình sẽ mở cho các bạn xem. Như xe thiệt luôn, nhìn đằng sau là như xe thiệt nè. Các bạn thấy không ạ? Như xe cho các bạn xem. Đây là đằng bên chiếc xe này. Thì chiếc xe này thì nó có đèn của nó này. Đèn cái này ban đêm rất là đẹp luôn nha. Chiếc xe này phải nói là cực kỳ đẹp luôn á. Chiếc xe này phải làm tới 2 tháng mới xong các bạn. Của một anh thợ làm rất là chi tiết, 2 tháng. Đèn này gọi là nếu mà chạy chiếc xe này là chơi Noel là cực kỳ đẹp luôn, rất là tuyệt vời các bạn ha. Đó, rất là tuyệt vời khi mà chơi dòng xe này. Dòng xe này rất là tuyệt vời luôn, có đèn của nó ban đêm rất là đẹp luôn, rất là sáng luôn. Đó, rồi mình sẽ coi nha, bây giờ mình sẽ coi này, mình sẽ coi cái đèn, bạn thấy không, đèn của nó đẹp không, có đèn demi xanh này, đèn pha của nó này rất là đẹp luôn. Đó, nên là của xe này nó rất là xịn sò, rất là đẹp. Mà ở trong là cái tắp lô của nó là bằng da luôn các bạn. Và thấy không, tắp lô của nó bằng da luôn nè. Có cả cái tay lái xe nó kìa, có hai ghế tài phụ thì mình chạy, và có cái này lên, cái này là nó cũng đẹp này. Cái này về mình dán cái đề can lên là thành chiếc xe gọi là cực kỳ cute, hạt ma luôn, rất là đẹp luôn. Đó, mình nhìn đó, mình nhìn ngang mình thấy này, chiếc xe rất là đẹp nha. Như thiệt, chiếc này đúng Hyundai độc nhất vô nhị, không có chiếc thứ hai không các bạn. Xe này là xe handmade đấy, xe tự chế nên ra là không có chiếc thứ hai luôn, rất là đẹp luôn. Đó, nên là các bạn sẽ thấy được cái dòng xe này là một trong những cái dòng xe mà mình rất là thích sử dụng. Nhưng mà mình sử dụng rồi thì hôm nay mình để lại cho bạn nào thực sự là đam mê thì anh em mình chốt luôn nha. Tại vì chỉ có một chiếc xe duy nhất thôi, có hàng trăm anh em, hàng ngàn anh em thích chiếc xe này, nhưng mà chỉ có được một giá hạt rẻ thôi các bạn, nó không đáng bao nhiêu tiền hết á. Mấy triệu mình đi chơi game là hết rồi.
nhưng mà mình có chiếc xe này mình xài cả đời các bạn. Chiếc xe này các bạn chơi cũng được, các bạn trưng bày cũng được đó. Thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem này. Mình chỗ này là bằng nhôm luôn các bạn thấy không đó, bằng nhôm luôn này. Và cái này bằng nhôm luôn đó, cái này bằng nhôm như xe thiệt rồi các bạn. Có đèn ở đây này, các bạn biết là những cái dòng đèn này nó cực kỳ tinh xảo luôn, nó không phải dễ làm mấy cái dòng đèn đâu, rất là khó làm được mấy cái đèn này các bạn. Rất là khó làm luôn các bạn thấy không đây. Cực kỳ khó làm khi mà mình làm mấy cái đèn này đó. Rồi cái này cũng là bằng nhôm luôn, nó làm cho cái xe rất là chắc chắn, mâm cũng bằng nhôm luôn. Đó, sau này có cái lá chắn của nó này để mà báo hiệu khi mà xe chạy ban đêm nó sáng lên đó. Cái thanh an toàn ở đây rất là đẹp, thanh này bằng nhôm luôn. Nói chung chiếc xe này là cũng khá là full nhôm đó, nên rất là tuyệt vời các bạn ha. Cửa thì mình có thể mở ra được này, cửa mình có thể mở ra cái cửa này. Cửa nó có mở các bạn thấy không ạ? Cửa mở ra này, các bạn thấy cái cửa mở vô đẹp không? Có cái ông tay lái ở trên kìa, đó có tay lái ở trên, tay lái ở trên, xài nhíp đàng hoàng các bạn nha. Đó, xài nhíp đàng hoàng, mình đóng lại, mình nhìn cho cái cabin này như thiệt mà các bạn. Đó, bước chân lên này, bước chân lên này, đó, bước chân làm rất là gọi là chi tiết luôn, bước chân này làm rất là chi tiết luôn, bước chân các bạn thấy bước chân chưa? Bước chân lên này, các bạn thấy không? Đó cái bước chân lên này, đây bước chân lên này. Thì đây là cái đồ điều khiển của nó này. Ok rồi, bây giờ mình sẽ quay này. Thì mình thấy cái cầu nó bằng kim loại luôn đó, cái servo nó bằng kim loại rất là chắc luôn, kiểu cung bánh xe này. Cầu xe rất là chắc chắn, chơi ngàn năm không hư các bạn. Đó, cái này là đồ điều khiển của nó này. Đây là bộ đèn của nó các bạn, đó, bộ đèn của nó nha. Đây bộ đèn này, bộ đèn của nó này, đó bộ đèn. Đây là cái đồ điều khiển của nó này. Đây là servo các bạn ha. Đây là servo, còn đây là cái motor. Motor này thì các bạn về các bạn có thể tự chế lại nha. Đó, mình có thể mình chế motor này thôi. Các bạn về nếu mà đẹp hơn các bạn bỏ này đi mình chế lại chút xíu là đẹp à. Còn cái này cầu của nó là cầu bằng kim loại, full kim loại cực kỳ mạnh luôn. Cầu này thì chạy gọi là bao ngon các bạn nha, không bao giờ bị hư cầu. Đó, motor giảm tốc cực kỳ mạnh, xe này chạy là tuyệt vời luôn. Đó, nên là các bạn rất là yên tâm về cái này. Đây là bánh xe cua này. Đó, để bánh xe cua đây là cái cầu giả các bạn ha, giống như xe Hino thiệt và Hyundai bây giờ đó, nó có một cầu giả để nó tải thêm nhưng mà nó đỡ tốn xăng đó các bạn, đỡ tốn điện. Còn cái này là cái về cái bánh xe cua của nó này. Đó, đi dây điện rất là nét luôn các bạn thấy không. Dây điện cực kỳ nét, rất là nét khi cái dây điện này có sự tinh xảo của nó. Rồi, ở trên này thì nhíp này là mình xài nhíp luôn các bạn ha, nhíp ba lá luôn này. Đó, thì nhíp ba lá luôn, nhíp như xe thiệt luôn. Để mình lái, cái này là cái servo lái của nó này, servo cũng bằng kim loại luôn. Để mà mình có được cái sự bền vững đó các bạn, nhìn nó chắc chắn. Rồi ok, thì rồi ok chốt lại thì cái chiếc xe này, rồi ok chốt lại thì chiếc xe này mình đang rao bán để cho anh em nào sở hữu. Thì đây chiếc xe này, chiếc xe này hiện tại là mình gửi cho anh bạn, nếu anh ok thì mình giao, còn nếu anh không ok thì mình chỉ để lại. Cho anh em nào thích thì anh em sẽ lấy inbox vào kênh Tân Top Xe Đồ Chơi RC nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi để xem được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.